để em xem. Dạ dạ, vậy có gì em gọi sao? Chào bạn. Đất đó. Cái gì để em xem là cái đồ này em có phải giữ chất em có 1-2 cái không? Hai mặt chất là được. Ok, cái này để em xem số gì nhé. Chào anh Lương ạ, có gì để em làm chứ hả? Em là Thanh ở bên chỗ phòng kinh doanh căn hộ Đức Long Golden Land bên đường 7 anh. Dạ. Hello, dạ chào anh, em là Thanh ở bên chỗ phòng kinh doanh căn hộ Đức Long Golden Land bên đường 7 anh. Dạ vậy để chút em gọi là sao ạ? Chào anh ạ. Chào anh, em là Thanh ở bên chỗ phòng kinh doanh căn hộ Đức Long Golden Land bên đường 7 anh. Không biết anh và gia đình có đang tìm mua căn hộ không anh? Dạ dạ, cảm ơn anh, chào anh. Anh ơi, chào em, anh là Thanh ở bên chỗ phòng kinh doanh căn hộ Đức Long Golden Land bên quận 7 á. À, đúng rồi, anh gọi anh hỏi rồi em và gia đình có đang tìm mua căn hộ không ha. Rồi, cảm ơn nha. Lộn số rồi, nếu quen đâu. Hello, chào em là Thanh ở bên chỗ phòng kinh doanh căn hộ Đức Long Golden Land đó. Rồi, cảm ơn nha. Thank you.